Hồi nãy em có ghi mà giờ nó chạy tút luôn, chạy tút xuống dưới đây rồi. À, chắc lần lần Dạ đấy. đây. À. Chị ơi, quen 2 năm, lúc đầu anh rất chiều và đầu tư rất nhiều cho em. Nhưng dạo gần đây em thấy anh không còn bao dung cho em nữa. Anh cũng không thấy mình sai nữa. Khi em tâm sự thì anh chỉ nói là em chỉ đang tự yêu bản thân em thôi chứ không nghĩ gì đến anh ấy. Liệu có phải là anh ấy hết yêu em rồi không chị? Cũng không thể là kết luận là những cái thông tin em qua nó không đủ để kết luận là người đàn ông này hết tình yêu của em. Nhưng mà có điều chị thấy rất là rõ là anh ta không hiểu em, hoặc là hai người không có kết nối, tình cảm không có đủ, không có tốt, nó đi theo hướng không tốt. Còn hết hay còn thì chị chưa có dám công bố, tại vì cần nghe thêm mới biết là anh ta còn đầu tư hay là những cử chỉ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là em cần phải chỉnh sửa lại cái mối quan hệ, chỉnh sửa lại sẽ kết nối, tin tưởng và làm cho anh ấy thấy rằng anh ta quan trọng, anh ta đặc biệt, và những cái hạnh phúc của anh ta, những cái niềm vui anh ta nó nằm trên, nó đi đầu, nó hơn là hạnh phúc của em. Thì đó là cái việc em cần làm nhiều thứ ở trong này á. Người đàn ông mà họ nói rằng là em chỉ biết yêu thương bản thân thôi á, thì là có lẽ là mình phải thay đổi nhiều thứ. Thì em có thể đi học cái lớp hành xử, để có thể thay đổi, hoặc là cái lớp gì ta, chị nghĩ là cái lớp thăng bằng nó cũng giúp em quá. Nói chung là em cần phải biết nhiều cái hành xử đối với người đàn ông, hoặc là cái lớp hiểu và yêu nhau, để cái lớp hiểu để yêu nhau hơn á. Chị không biết, hay là em cứ nghe like hoài thì em cũng nhận ra được một vấn đề, nhưng mà trong cái việc của em thì cái kết nối nó không có rồi. Ok thưa.